giáo dục là siêu lợi nhuận, các bạn comment xuống. Đấy, cho nên là tôi khuyến khích mọi người là hãy làm cái công việc giáo dục này. Bất cứ một cái spa nào cũng phải nên hướng đến cái việc đó là đào tạo con người. Một là đào tạo học viên mới, hai là đào tạo nhân viên của mình trong cơ sở của mình. Một là bạn thu tiền học phí từ người khác, bạn sẽ kiếm được tiền từ người ta và lợi nhuận từ người ta. Cái số 2 là bạn đào tạo chính nhân viên của bạn, hay bạn đào tạo chính cái con người của bạn, cái người chủ ấy, chính là bạn ấy. Bạn đào tạo bạn thì bạn bỏ ra 50 triệu, bạn bỏ ra 100 triệu, bạn đi học lạp vào cái đầu của bạn. Đúng không? Nhưng mà về nhà bạn sẽ kiếm được 500 triệu, bạn sẽ kiếm được hàng tỷ đồng mỗi một tháng từ cái số tiền bạn bỏ ra đó. Hoặc là bạn hoàn toàn có thể, bạn hoàn toàn có thể là đào tạo cho đội ngũ nhân viên của mình giỏi lên, tư vấn bán hàng tốt hơn, marketing tốt hơn lên em, chăm sóc khách hàng tốt hơn lên em. Đúng không? Và một người đó, họ hoàn toàn có thể là cứ một khách hàng tới, 10 khách hàng tới, người ta bán hàng giỏi, người ta chốt sale giỏi, thì họ có thể chốt ra được 5 đến 7 người. Mà mỗi một người mà trả chúng ta 20 triệu, 30 triệu thì sao? Ở ngoài kia, một vài chuỗi thẩm mỹ viện là bạn của Nam, một ngày doanh số trên toàn chuỗi của họ là 5 cơ sở. Chuỗi chỉ có 5 cơ sở các bạn. Nhưng một ngày doanh số từ 1 tỷ cho đến 2 tỷ 8 trên một ngày doanh số. Khủng khiếp không cả nhà? Các bạn có thấy khủng không? Nếu mà có thấy khủng thì comment là có. Chúng ta đôi khi là làm doanh số tiền tỷ chúng ta phải tính bằng năm. Một vài anh chị là tính bằng năm. Một vài anh chị giỏi ở đây thì chúng ta kiếm bằng tháng. Đúng không? Nhưng ở đây người ta là rất rất giỏi. Họ kiếm bằng ngày. Vì sao này có thể kiếm bằng ngày như thế được? Thì cái câu chuyện nó là như thế này này. Một khách hàng tới, người ta thu 50 triệu, 70 triệu. Đội ngũ marketing của người ta đấy, vài chục người, 30, 40 người nhân viên marketing. Và đội ngũ chốt sale của họ ngày nào cũng học, gần như là họ thôi miên cái đầu, những cái đầu đó trở thành những cái đầu chỉ chốt sale mà thôi, chỉ ăn với chốt sale mà thôi. Cho nên một khách đến cứ nhẹ bỡn là 50 triệu và 70 triệu, nhẹ bỡn. Thì tôi hỏi bạn rằng là một ngày, một khách 50 triệu, một khách đến 50 triệu nha, để doanh số 1 tỷ thì chúng ta chỉ cần có 20 khách thôi. Đúng không ạ? Và họ có 5 cơ sở, tức là mỗi một cơ sở chỉ cần chốt 4 khách thôi là có ngay 1 tỷ một ngày. Thì các bạn hãy nhìn thấy là họ khủng khiếp như thế nào rồi. Một phòng marketing rất là giỏi, đội ngũ chốt sale cực kỳ kinh khủng. Thì đấy là cái cách làm, họ đào tạo nhân viên. Cái cốt yếu ở đây đó là bộ máy nhân viên. Các bạn hãy nhớ nha. Và Nam hay nói với mọi người rằng là bài toán để giúp chúng ta có thể kinh doanh thành công được ở trong các ngành làm đẹp, trong ngành spa này, hay trong ngành thẩm mỹ, ngành nha khoa, ngành tóc, hay bất cứ ngành nào, đó là con người. Bạn chỉ cần có đội ngũ tốt, bạn chỉ cần có đội ngũ giỏi thì bạn làm gì cũng thắng. Nhưng nếu đội ngũ của bạn ấy quá kém, bạn hãy nhớ cái câu họ nói này nha. Một con cừu mà dẫn dắt đàn sư tử thì con cừu sẽ chẳng làm nên cái chuyện gì hết, và đàn sư tử đấy sẽ biến thành cừu. Nhưng một con sư tử mà dẫn dắt đàn cừu thì nó sẽ biến tất cả những con cừu còn lại trở thành những con sư tử. Tức là gì? Chúng ta là người chủ, chúng ta yếu, gọi là kiến thức yếu, kinh nghiệm yếu, tư duy yếu, sự hiểu biết của chúng ta yếu như con cừu vậy. Mà chúng ta có một đội ngũ nhân viên rất mạnh đi chăng nữa thì đội ngũ nhân viên đó nó cũng sẽ bỏ chúng ta. Trong cái thực tế chúng ta sẽ nhìn thấy là rất nhiều lần nhân viên giỏi họ bỏ chúng ta đi, và chúng ta ngồi ở lại khóc và buồn. Có không cả nhà? Ai đã từng như vậy, bị một bạn nhân viên nào đó rất giỏi, họ xin nghỉ việc và mình cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi người này xin nghỉ việc. Thậm chí là mình còn cảm thấy buồn. Nếu ai đó đã từng, comment đã từng cả nhà nha. Nếu ai đó đã từng thì comment đã từng. Có ai đã từng như vậy chưa cả nhà? Hoặc chúng ta đã biết ai đó như vậy? Nếu mà chúng ta đã gặp ấy, hoặc là chúng ta biết những cái trường hợp như vậy ấy, thì chúng ta sẽ biết được cái điều này đó là gì. Mình chưa đủ sức để mình dẫn dắt những người đó. Có thể trong mắt của mình người ta không có giỏi nha. Nhưng thực tế khi mà mối quan hệ giữa nhân viên và cái người chủ nó đã bị rạn nứt, tức là cái người chủ không đủ năng lực để dẫn dắt nhân viên. Bởi vì nếu mà bạn giúp nhân viên của bạn phát triển được thì người ta sẽ ở lại với bạn rất lâu và dài. Đúng không ạ? Thì cái này là phải xem lại năng lực của mình. Nhưng nếu mà bạn giỏi
bạn cực kỳ giỏi về quản trị, bạn cực kỳ giỏi về lãnh đạo, bạn cực kỳ giỏi về kinh doanh, thì những cái người nhân viên của bạn, cho dù những người đó họ là người mới bước vào công ty của bạn, bước vào cái cơ sở của bạn, thì bạn cũng sẽ đào tạo và huấn luyện người ta trở thành những người giỏi giống như bạn. Đây là cái cách, đây là cái tư duy và đây là cái suy nghĩ, đây là kiến thức đầu tiên mà chúng ta cần phải biết khi bắt đầu kinh doanh. Đây là cách mà Lam đã giúp cho rất là nhiều những cái spa từ chuẩn bị đóng cửa trở thành mở chuỗi. Từ những cái spa mà một tháng không nổi 15 triệu doanh thu, cho đến bây giờ một tháng là 15 tỷ doanh thu. May quá. Đây là cái này các bạn. Một vài chị nói rằng là nhân viên không chịu phối hợp thầy ơi. Thì mình nói với bạn rằng là nhân viên không phối hợp là do lỗi của bạn, không phải tại nhân viên. Giống như con của mình ấy, nhân viên giống như con của mình ấy. Con của mình mà nó láo, nó mất dạy ấy, là tại bố mẹ không dạy không có tốt. Đúng ạ. Bố mẹ mà dạy tốt ấy, thì kiểu gì cũng ra được những cái người con rất là xịn sò, rất là cực kỳ tài giỏi và tài năng. Nhưng mà bố mẹ cứ buông thả con này. Đúng không? Bố mẹ nói tục, chửi bậy, uống rượu, hút thuốc lá trước mặt con này, con như thế cả. Này, chán rồi, bắt đầu ra tát mẹ. Ai? Cười. Một ai đó đang bật mic, có thể tắt mic giúp Nam được không? Vân Thành, trong khóa chuyên sâu của thầy có dạy hết các phần này không? Ok. Trong khóa chuyên sâu của Lam thì chúng ta sẽ được học chi tiết từng bước từ lúc mà bạn bảo là thầy ơi, em muốn kinh doanh spa nhưng em chưa có đủ vốn. Là bạn đã được học là làm thế nào để có vốn này, có vốn rồi để tìm ai để có thể là có được vốn nhỉ, vay vốn hoặc là mời hợp tác nhỉ, gặp người ta, nói chuyện với người ta như thế nào, huy động vốn ra làm sao. Rồi một vài chị em có vốn sẵn thì chúng ta sẽ được học là phân bổ nguồn vốn như thế nào. Phân bổ vốn sao cho cơ sở vật chất, phân bổ vốn sao cho vận hành kinh doanh, phân bổ vốn sao cho gọi là vốn dự phòng để chúng ta có thể duy trì hoạt động kinh doanh, phòng tránh rủi ro. Rồi là marketing ra làm sao từng bước, bán hàng ra làm sao từng bước, kịch bản từng câu từng chữ, quản trị nhân viên từ lúc tuyển một người như thế nào, nhìn cái mặt người ta như thế nào để có thể tuyển được, hỏi người ta câu gì để có thể biết được người ta là nhân tài hay không. Sau đó thì phỏng vấn ra làm sao, nhận rồi thử việc, để cơ chế lương, để đào tạo, để tất cả mọi thứ. Cho đến là sa thải, kịch bản sa thải, phải nói câu gì để người ta đi mà họ không ghét mình, họ không có chửi mình, họ không nói xấu, họ không kéo khách của mình đi. Tất cả chúng ta sẽ được học nha các bạn nha, đấy là trong khóa học chuyên sâu. Quay trở lại bài học. Đó là mình đang nói đến cái phần vấn đề ở đây, đó là quản trị về nhân viên. Chúng ta cần phải trở lên giỏi hơn và tốt hơn. Chúng ta cần phải trở thành những con sư tử. Các bạn nha, phải mạnh mẽ như vậy để các bạn có thể biến tất cả những cái con vật còn lại là cừu này, gà này, động vật gì đó, cá hay là chim cò các thứ gì về với đội ngũ của chúng ta. Chúng ta đều biến nó mạnh mẽ như sư tử hết cả. Nếu bạn đủ giỏi thì bạn sẽ làm được cái điều đó. Còn nếu mà mình còn yếu đuối quá, xong mình cứ đổ lỗi cho nhân viên. Cái việc mà mình hiền quá nha, mình không chửi nhân viên bao giờ, mình không nói nặng với nhân viên bao giờ, đấy cũng là sự yếu đuối của mình. Chứ không phải người em sống tốt với nhân viên của em lắm, em sống có tâm lắm, đấy không phải có tâm. Bạn phải giúp người ta kiếm được tiền, đôi khi bạn chửi người ta để người ta phát triển, để người ta kiếm được nhiều tiền hơn, để người ta mạnh mẽ hơn. Đó là bạn đang giúp, đó là bạn có tâm thật sự. Nhưng bạn không bao giờ bạn nói nặng, bạn không thèm nói cái gì luôn, bạn cũng chẳng đào tạo gì, bạn giấu nghề, bạn cũng không giúp người ta kiếm được nhiều tiền, phạt người ta liên tục. Đấy không phải là có tâm. Đấy các bạn nha. Tâm không phải để trong suy nghĩ, mà tâm phải thể hiện ra ở cái hành động. Các bạn hãy nhớ cái điều này nha. Tâm của chúng ta ấy, thể hiện ra là ở cái hành động. Và tâm mình có tốt hay không ấy, là mình nhìn vào sự phát triển của cái người đối diện của mình. Đấy, các bạn hãy nhớ điều đó. Nhiều người hay nói với em tốt với nhân viên của em lắm thầy ạ. Em tốt lắm. Nhưng mà nhân viên của em vẫn chả ăn thua gì hết. Thì đấy là lỗi tại chúng ta. Các bạn hãy nhớ nha. Mình chưa đủ mạnh. Thế cho nên là mình phải mạnh. Mình phải mạnh. Các bạn nha. Mình phải mạnh như sư tử vậy. Các bạn hãy comment xuống là tôi mạnh như sư tử. Comment xuống. Điều đầu tiên là tôi khẳng định tôi mạnh đã. Xong sau đó là tôi sẽ tìm cách để mạnh hơn. Tôi sẽ học. Tôi mạnh như sư tử.
Tôi mạnh như sư tử. Đấy. Và các bạn hãy nhớ là mình phải mạnh nha, đừng có hô hào. Bởi vì tôi là người đang đầu têu cái việc hô hào đấy. Đó, tôi bảo các bạn phải comment đây, phải nghĩ đi. Đấy là đang hô hào ấy. Nhưng mà đằng sau cái câu từ hô hào này là chúng ta phải có những hành động thực tế. Đó cả nhà. Cách làm việc của tôi đó là thực tế, giúp mọi người kiếm được nhiều tiền, đó là cái thực tế mà tôi mong muốn là sẽ làm được. Và thực tế là tôi đã giúp cho rất là nhiều người đã làm được cái điều đó, hàng ngàn người rồi. Cực kỳ nhiều chuỗi spa thành công ở Việt Nam là từ những chương trình đào tạo kinh doanh spa chuyên nghiệp của Nam tạo ra. Và Nam là người thực tế không nói nhiều. À, không phải không nói nhiều, bởi vì dạy phải nói nhiều. Mà không nói hô hào xong sau đó bỏ đấy. Mà mình phải thực tế nha cả nhà nha. Mạnh như sư tử. Thế thì ngày mai mình phải làm gì? Sáng dậy sớm, 5 giờ dậy, tập thể dục đi, để tăng cái gọi là thể chất của mình mạnh lên. Đọc khoảng tầm 30 đến 50 trang sách đi, để tăng cái sức mạnh trí tuệ của mình lên. Rồi sau đó là đợi đến cái buổi đào tạo của ông Nam dạy này, hay bất cứ một ông thầy nào đó tham gia vào đó để học. Nhưng hãy nhớ là lựa chọn ai phù hợp với mình để học, chứ đừng có ai cũng nghe, bởi vì nó rất tốn thời gian mà cũng không giải quyết được chuyện gì. Ai giúp mình giải quyết được vấn đề mình đang cần nhất thì mình học người đó trước. Sau này tôi giải quyết được vấn đề đó rồi, tôi đi, tôi lại gặp vấn đề khác thì tôi tìm cái người giải quyết vấn đề giúp tôi thì tôi học các bạn nha. Nhưng mình vẫn cứ phải học. Đó. Sáng phải dậy sớm. Các bạn hãy nhớ cái điều đó, sáng phải dậy sớm, sáng phải dậy sớm. Dậy sớm là một cái thứ gì đó nó rất khó đối với con người của chúng ta. Vì bản chất của chúng ta sinh ra là đã lười rồi. Từ bé là đã lười rồi, bây giờ thành thói quen. Nhưng mà mình hãy lựa chọn đi. Bởi vì bạn không dậy sớm được, bạn sẽ không nói nhân viên của bạn dậy sớm được đâu. Đúng không ạ? Bạn không tập thể dục, bạn không có mạnh thì bạn không thể nói cho nhân viên của bạn là mạnh được đâu. Thế cho nên rằng là bạn muốn trở thành người quản lý tốt, bạn muốn trở thành một người chủ tốt, bạn muốn trở thành một người chủ giàu, thì bạn cần phải có một đội ngũ nhân viên tốt. Mà tốt ở đây là tốt cái gì? Tốt từ thể chất, đúng không cả nhà? Cho đến tốt từ tinh thần, tốt từ kiến thức. Cho nên là chúng ta phải làm gương cho nhân viên của mình. Bạn làm được thì nhân viên mới làm được. Bạn cứ lười chảy thây chảy xác ra, 9 rưỡi 10 giờ bạn mới đến spa của bạn. Xong đến một phát là bắt đầu là chửi đứa này, nói xấu đứa kia. Thì không có ai mà làm việc được với chúng ta cả. Chúng ta hãy nhớ cái điều này. Bạn phải là người đến sớm nhất, bạn phải là người gương mẫu nhất, thì nhân viên của bạn mới làm theo được bạn. À, các bạn nha. Cho nên là làm chủ là phải làm gương. Các bạn comment xuống là chủ tốt là làm gương tốt. Chủ tốt là làm gương tốt. Comment xuống câu này đi cả nhà. Chủ tốt là làm gương tốt. Chủ tốt là làm gương tốt. Chủ tốt là làm gương tốt cả nhà nha. Chủ tốt là làm gương tốt. Chủ tốt là làm gương tốt. Chúng ta muốn nhân viên của mình, chúng ta hay nói với nhân viên của mình là đi theo chị đi, chị sẽ giúp em phát triển. Thế thì mình muốn giúp được người khác phát triển thì mình phải phát triển liên tục mỗi ngày. Mình phải học tập mỗi ngày thì mình mới giúp được người ta phát triển. Hay là đi theo chị đi, chị sẽ giúp em kiếm được nhiều tiền hơn. Thế thì mình phải nhìn trong cái thực tế của mình là mình phải kiếm được nhiều tiền thì mình mới giúp người khác kiếm được nhiều tiền. Đúng không? Mình hỏi nhân viên của mình là các em có thích mua nhà, có thích mua xe hay không? Đúng không? Các em hãy làm tốt đi thì các em sẽ làm được điều đó. Thì mình phải là người mà mua được nhà rồi, mua được xe rồi. Thì nhân viên của mình họ nghe họ mới thấy là ok, đúng rồi đấy, tôi sẽ làm theo, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tức là chúng ta phải làm gương. Đấy, chứ mình mà bây giờ chả dám mà làm cái gì hết cả, học thì không học, đúng không ạ? Tốt thì cũng chẳng có cái gì tốt thì không thể làm được đâu. Các bạn hãy nhớ nha, phải làm gương. Làm gương thật tốt. Làm gương thật tốt. Đó. Làm gương nha, chứ không phải làm màu. Làm gương là làm thật luôn đấy. Con người của bạn nó phải trở thành như thế, chứ không phải là làm màu đâu. Các bạn hãy nhớ cái điều này. Chúng ta phải sống thực tế, phải mọi thứ bánh vẽ, ảo tưởng, màu mè, rồi nó cũng sẽ bay rồi, xóa nhòa theo thời gian thôi. Chỉ còn lại cái gì thực tế thôi. Rồi, quay trở lại kinh doanh. Trong kinh doanh spa của chúng ta, nó có kinh doanh dịch vụ, nó có đào tạo, giáo dục, đó, dịch vụ. Thì một vài đơn vị, một vài tỉnh thành là phải đóng cửa rồi. Với những tỉnh thành mà chưa phải đóng cửa, thì thời điểm này ấy, mình vẫn khuyên các bạn là hãy đẩy mạnh marketing lên. Nếu ai đã làm marketing, đã làm chạy quảng cáo trước đó rồi thì gọi là hãy đẩy mạnh lên. Còn ai chưa từng làm bao giờ thì các bạn có thể là
vẫn đang ngại chi trả tiền cho quảng cáo, vẫn đang ngại chi trả tiền cho những hoạt động đó, thì các bạn hãy hoạt động mạnh. Mạnh lên đó là đăng bài Facebook nhiều hơn, giải tờ rơi nhiều hơn đi. Đây là Nam nói một vài cái chiến lược đơn giản mà các bạn có thể nghĩ được. À, còn khi mà các bạn học chuyên sâu thì Nam có hơn 21 chiến lược để giúp chúng ta có thể là thu hút được khách hàng đến với cơ sở của mình. Còn đây là nói một vài chiến lược mà chúng ta có thể gọi là biết hết rồi, nhắc lại thôi để chúng ta có thể làm đi. Bởi vì Nam nói với các bạn rằng làm được và nó sẽ là làm được. Phát tờ rơi, tạo ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng đến cơ sở của mình. Đấy các bạn nha. Đó là với dịch vụ. Thời ơi, khách toàn kêu dịch không làm ra tiền, không có tiền làm đẹp. Cái này thì mình cần phải biết cái cách để xử lý từ chối của khách. Chứ khách lúc nào cũng có tiền. Mình có ngồi trong cái két này người ta đâu mà mình biết là họ có tiền hay không. Trong đầu của mình luôn nó phải nghĩ là khách rất nhiều tiền, khách rất nhiều tiền, khách rất nhiều tiền. Bạn biết là bây giờ mỗi một ngày nha, học viên của Nam, những cái người đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp, họ đang mỗi một ngày họ đang kiếm là 25 triệu, 50 triệu, có người gần 100 triệu, có người hơn 100 triệu mỗi một ngày. Các bạn cứ lên trang Facebook cá nhân là Nguyễn Xuân Nam, các bạn kéo các bạn sẽ nhìn thấy ở cái album gọi là kết quả và cảm nhận của học viên. Gần như là các bạn sẽ thấy Nam khoe suốt ngày luôn. Đó. Nhớ các bạn nha, không phải tại khách mà là tại chúng ta chưa biết cách kéo khách đến. Khách không mua không phải tại khách không đủ tiền, mà tại mình chưa biết cách nói làm sao để khách lòi tiền ra. Đấy là tại mình. Đấy các bạn nhé, đừng đổ lỗi cho khách. Comment xuống các bạn, không bao giờ đổ lỗi cho khách. Mọi lỗi lầm hoàn toàn thuộc về mình. Bởi vì mình biết là mình có lỗi thì mình mới sửa lỗi được. Chứ mình cứ đổ lỗi khách không có tiền đâu, khách không có tiền đâu, thì bao giờ mình mới có thể gọi là tìm được cái người khách có tiền đây. Comment xuống, không bao giờ đổ lỗi cho khách cả nhà. Chúng ta đang có 231 người xem. Và tôi muốn tất cả chúng ta là tập trung học. Và hãy bằng cách đó là comment xuống cả nhà. Không bao giờ đổ lỗi cho khách. Cái người học được đó là người, người tương tác nhiều nhất, người comment nhiều nhất là người học được nhiều nhất. Đảm bảo với các bạn luôn. Một vài người mà vừa làm gì đó vừa học ấy, không phải lỗi sai của các bạn, nhưng mình tin rằng là các bạn sẽ không nhớ được gì sau khi làm kết thúc cái livestream này, kết thúc cái buổi đào tạo này. Các bạn lúc này chỉ còn mỗi cái máu, cái máu thôi, nhưng mà cái máu đấy nó cũng không tạo ra cái kết quả gì hết. Cái quan trọng là mình phải có cái gì để mình làm. Không bao giờ đổ lỗi cho khách. Rồi. Đó, cho nên rằng là đừng nói khách không có tiền, mà là mình biết cách nói để khách lòi tiền ra chưa. Đấy các bạn nha. Quay trở lại này, với cái dịch vụ của chúng ta là cứ đẩy mạnh đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Và đẩy mạnh thì tương ứng với cái việc đó là phải bỏ tiền ra. Đó, mình phải bỏ tiền ra đi, mình phải loan tiền ra đi. Tất nhiên đó là kinh doanh mà. Kinh doanh nó là bài toán của rủi ro lớn thì thành quả nó nhiều. Rủi ro lớn, thành quả nó nhiều. Nói làm sao để khách lòi tiền ra vậy thầy? Cái này thì đi học kinh doanh spa chuyên nghiệp là có hướng dẫn nha, có kịch bản chi tiết. Làm có một cái kịch bản là bước 1 nói gì, bước 2 nói gì, bước 3 nói gì, bước 4 nói gì, bước 5 nói gì, bước 6 nói gì. Khách nói em không có tiền đâu thì nói câu gì? Khách nói để chị suy nghĩ thêm nói câu gì? Khách nói để chị hỏi chồng chị nói câu gì? À, các bạn cứ comment số điện thoại xuống thì ngày mai chúng ta sẽ được tư vấn về kinh doanh spa chuyên nghiệp các bạn nha. Chương trình đào tạo chuyên sâu và có giá cao nhất Việt Nam về kinh doanh spa. Rồi quay trở lại nha. Quay trở lại. Bài toán ở đây đó là rủi ro càng lớn thì cái kết quả nhận lại được nó càng cao nếu thành công. Nếu bạn làm không tốt, làm không đúng thì vẫn là thất bại, là cái chắc rồi, bạn bỏ thêm tiền ra bạn vẫn chắc, bạn vẫn gọi là thua như bình thường. Nhưng nếu bạn biết cách làm, bạn bỏ thêm 1 đồng marketing ra, bạn có thể thu về 100 đồng doanh thu. Những ai đó ở đây mà mình không hiểu về marketing, bạn chỉ biết mỗi chạy quảng cáo thôi, bạn bỏ 1 đồng chạy quảng cáo ra, chưa chắc bạn đã thu về được 1.000 nào đâu. À, cái quan trọng là mình phải biết làm nữa các bạn nha. Quan trọng là mình phải biết làm nữa. Có tiền phải bỏ ra để mình gọi là tăng cái hoạt động quảng bá của mình lên, rồi là đào tạo cho nhân viên của mình trở lên tốt hơn đi. À, tất cả những cái thứ này thì phải đều được phải trả giá hết bằng tiền hoặc bằng phần thưởng. Ví dụ nhân viên của mình
đúng không ạ? Mình phải bỏ tiền cho bằng cái việc là gì, treo thưởng, ai làm tốt chị có thưởng, đúng không ạ? Thưởng con iPhone 12 sắp ra rồi chẳng hạn, mấy chục triệu đi, là mình phải bỏ tiền ra. Nhưng mà đổi lại là nhân viên của mình nó hừng hực khí thế, nó cạnh tranh với nhau, nó phát triển lên, đấy là phải bỏ tiền. Rồi bỏ tiền ra để cho quảng cáo đi, cho khách hàng đi. Đó, các bạn nha. Nói chung là mình vẫn phải trả giá thôi. Còn bài toán miễn phí, nếu mà chúng ta muốn miễn phí mà vẫn kinh doanh được, thì cứ chăm chỉ đăng bài này, chăm chỉ live stream này, rồi các bạn tạo những cái Zoom như thế này này, các bạn mời khách hàng tham gia vào để ngồi nghe tôi nói với các chị em này về buổi nám nha. Rồi có buổi tôi nói với các chị em về giảm béo nha. Mời mọi người tham gia vào, đúng không? Xong sau đó thì chúng ta đào tạo, chúng ta nói, kiểu gì cũng ra được khách hàng. Nó quan trọng là mình phải bỏ sức ra để mình làm đó các bạn nha. Nhưng mà thực tế là để người ta ngồi nghe mình thì lại phải trả lời câu hỏi đó là mình là ai mà người ta sẽ ngồi nghe mình. Đó, mình lại phải trả lời được câu hỏi đó. Ở cái thị trường của mình có hàng trăm người cùng mở spa, cùng kinh doanh spa. Tại vì sao người ta lại phải ngồi nghe mình? Người ta nghe live stream của mình, người ta nghe video của mình, mà người ta không nghe của người khác. Tại vì sao? Lúc này lại cho nên cái bài toán đó là xây dựng thương hiệu cá nhân. Mình lại phải trở thành một người có uy tín hơn so với những người đối thủ kinh doanh còn lại của chúng ta. Đúng không ạ? Trong tất cả những người bán hàng kia, trong tất cả những người kinh doanh kia, tôi phải là người nổi bật nhất, hoặc tôi phải là người có vị trí nổi bật ở trong tim của khách hàng, để mỗi khi khách hàng họ nhớ đến nám là nhớ đến tôi, để khi khách hàng nhớ đến làm đẹp là nhớ đến tôi. Và khi chúng ta có thương hiệu cá nhân đó thì chúng ta có khả năng thắng rất là cao các bạn nha. Và cái xây dựng thương hiệu cá nhân này học ở đâu thì lại là ở kinh doanh spa chuyên nghiệp. Tất cả mọi thứ các bạn cần để kinh doanh spa tốt hơn, kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng, kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng, thậm chí là mở chuỗi, đều có ở kinh doanh spa chuyên nghiệp các bạn nha. Khóa học giúp cho chủ spa kinh doanh nhẹ cái đầu mà nặng cái ví. Đó, chúng ta sẽ không còn phải nặng cái đầu nữa, mà bây giờ chúng ta kinh doanh một cách đơn giản, chỉ cần là công thức thôi, cứ công thức của thầy hướng dẫn, các bạn cứ làm y hệt như vậy, theo đúng công thức là các bạn nhận được kết quả. Nhẹ cái đầu, nặng cái ví, nó là như vậy. À, cứ comment số điện thoại xuống để được tư vấn. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Bán dịch vụ xong rồi. Đối với những thị trường không làm được như Đà Nẵng, như Đồng Nai, vừa rồi mình nghe thấy là Đồng Nai phải đóng cửa thì mình không biết thực hư như thế nào. Nhưng nếu mà không làm dịch vụ được nữa thì bắt đầu mình quay qua, mình bán sản phẩm đi. Đây là chia sẻ, mình cuối cùng mình muốn chia sẻ với chúng ta. Quay qua bán sản phẩm đi. Bán sản phẩm ở thị trường Mỹ nha các bạn nhá. Ở thị trường Mỹ người ta có một cái số liệu thống kê là gì? Doanh số bán hàng trong một tiệm nail, 40% doanh số nó đến từ việc bán sản phẩm. Từ 40 cho đến 60% doanh số trung bình của một tiệm nail nó đến từ việc bán sản phẩm. Tức là cái người ta bán dịch vụ, đúng không ạ? Là một phần, bây giờ tôi phải tập trung đẩy mạnh cả sản phẩm nữa. Rất là nhiều spa ở Việt Nam cũng thừa biết cái cách đó là tôi phải bán sản phẩm, phải bán thêm mỹ phẩm cho khách hàng về nhà dùng. Đúng không ạ? Ai chả biết cái này. Nhưng cái này không phải ý của Nam nói. Cái này chỉ là một hoạt động bán thêm cho khách thôi. Mà ở đây nó được gọi là bán hàng một cách chuyên nghiệp các bạn nha. Trong bán sản phẩm nó có hai hình thức. Một là bán lẻ và hai là bán sỉ, bán hệ thống. Hai hình thức này đều kiếm được rất nhiều tiền. Bán sỉ, bán hệ thống thì chúng ta biết thừa ở ngoài kia rồi. Có rất nhiều hệ thống kinh doanh ở ngoài kia. Rất nhiều hệ thống là chúng ta nhập một đơn hàng đi. Sau đó là chúng ta tuyển sỉ, chúng ta đẩy hàng cho người ta. Và người ta cứ bán hàng, người ta đẩy, mình ăn hoặc phần trăm, ăn hoa hồng dựa trên người ta. Đấy là hệ thống. Cái cách này chúng ta sẽ nói với nhau ở những cái buổi đào tạo sau. Và cái hình thức số 2 là bán lẻ. Cái này Nam bắt đầu đang đào tạo cho đội hệ thống của Nam. Gần như là ở thị trường Việt Nam các hệ thống người ta đang rất ít làm theo cách này. Vô cùng hiếm người làm theo cách này. Và tỷ lệ của các hệ thống chúng ta biết được rằng ở đây có ai đang kinh doanh trong một hệ thống nào đó thì comment là tôi nha các bạn nha. Để xác nhận này là ai đang kinh doanh trong một hệ thống nào đó thì comment là tôi ạ. Rồi, rất nhiều anh chị em đang kinh doanh hệ thống. Thì chúng ta sẽ thấy cái điều này. Mình kinh doanh trong hệ thống, nhưng sản lượng hàng của mình tổng quản cho em nhé, 302 100k.
cái sản lượng hàng của mình ấy, bán ra ấy, nó không bao giờ nhiều. Trong một hệ thống, phần lớn là những người bốt, những người trên cùng như này là kiếm được nhiều tiền. Những người ở phía dưới ấy, gọi là vui thôi, làm vui thôi, giết thời gian thôi. Có đúng không cả nhà? Cho dù hệ thống đấy có hô hào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn là người ở trên kiếm được nhiều tiền. Và những người dưới chỉ là làm, kiếm được tiền một cách bình thường chứ không có xuất sắc và nổi trội. Các bạn có thấy tôi nói điều này đúng không ạ? Phần lớn là như vậy. Và các hệ thống ấy, gãy và sập trung bình từ 2 cho đến 3 năm là sập. 2 đến 3 năm thì sập. Và tôi nhìn nhận ra cái điều này từ đâu? Thì thực tế là ngoài đào tạo spa thì tôi đào tạo cho rất nhiều hệ thống mỹ phẩm của Việt Nam. Nhưng tôi không public, tức là không có công khai ra ngoài, bởi vì tôi định vị tôi là người chuyên về ngành spa thôi. Để cho nên tôi biết được cái điều đó. Và đến bây giờ đến lượt tôi xây một hệ thống. Tôi đang làm một cái hệ thống, đó là làm đẹp vòng eo 60. Một cái sản phẩm chuyên về giảm eo, giúp chị em phụ nữ lấy lại vóc dáng như tuổi 18 của mình. Vợ tôi sinh hai em bé. Bụng sinh hai em bé sau khoảng là 6 tháng, em bé thứ hai sau 6 tháng thì đo vòng bụng là được 82 cm. Và sau khi sử dụng một cái hộp sản phẩm của tôi thôi, ở đây tôi không có cầm, ở đây rất là tiếc không có cầm, một cái sản phẩm thôi thì giảm xuống bây giờ phải gọi là như hot girl luôn, để tôi cho cả nhà xem. Bụng bây giờ là xuống còn 71, giảm được mười mấy xăng luôn đấy. New xe này cho nhà mình xem nha. Các bạn có muốn xem không? Đây là bụng vợ tôi. Nhà mình có nhìn thấy không? Nhìn thấy cái hình tôi đang show ra trên màn hình không ạ? Bụng vợ tôi lúc đo ấy các bạn, sinh hai em bé 6 tháng là 82 nha. Đấy, ở bước số 1, bước số 2. Đấy, và hành trình đến bây giờ bước cuối cùng này. Các bạn nhìn lại, quay trở lại hình dáng hot girl chưa? Ai thấy rồi thì comment thấy không ạ? Không thấy à? Đây để tôi chia sẻ lại. Em không thấy. Bây giờ thấy chưa? Thấy chưa nhà? Nhà mình. Comment lại nha. Ai thấy cái hình này rồi thì comment là đã thấy. Đã thấy chưa? Đây chúng ta sẽ nhìn thấy này. Và bây giờ đang có rất là nhiều người, họ đang nhập hàng, rất là nhiều spa của Việt Nam họ đang nhập hàng cái sản phẩm này. Làm đẹp vòng eo 60. Sơn ơi, đưa cho anh cái sản phẩm ấy, cho mọi người xem. Các bạn cho tôi khoảng tầm 1 phút rưỡi để tôi giới thiệu về sản phẩm nhé cả nhà nha. Đồng ý không ạ? Đồng ý comment ok cái nào. Cho tôi 1 phút rưỡi thôi nha. Đi lấy sản phẩm. Đây sẽ là một sản phẩm mà không phải sẽ, mà nó đang là một sản phẩm mà giúp rất là nhiều spa kiếm nhiều tiền các bạn. Bởi vì lợi nhuận nó cũng lớn. Lợi nhuận cũng lớn nhỉ, khi các bạn là nhà phân phối. Giá lẻ của một sản phẩm này trị giá là 1.480.000. Đây là sản phẩm được đóng gói cực kỳ đẹp và chắc chắn. Mọi người có thể mang đi trao tặng nhau như một món quà được. Chồng có thể tặng vợ được, bạn bè có thể tặng nhau được. Đấy. Đây là sản phẩm, nó có tên là làm đẹp vòng eo 60. Do Lam đang là người sản xuất, là nhà sản xuất. Nguyễn Thơm, mình đang làm cho khách một lần giảm 1/2 cm. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều này là gì. Ở trong nha, đóng hộp cực kỳ đẹp này các bạn này. Ở trong có hướng dẫn sử dụng này. Trong đây có một hộp gel này, một hộp gel giảm mỡ này, gel nóng này. Ở trong này có một cái bộ đai, một bộ đai lịt bụng thông minh rất là hiệu quả. Có một cái dây thước dây sang đo cm để theo dõi khách hàng. Cái bí quyết để giảm bụng nha, chia sẻ cho chị em này. Bí quyết bụng. Nhà mình có muốn nghe bí quyết để giảm bụng không? Ai muốn nghe thì comment là tôi muốn nghe, tôi chia sẻ cho. Bởi vì tôi tin rằng rất nhiều chị em ở đây là đang chưa hài lòng với vòng bụng của mình. Muốn nghe comment, muốn nghe.
vì tôi cũng là một người giảm vòng bụng từ 86 đến bây giờ bụng của tôi là 77 cm, là gần có 6 múi rồi các bạn. Trong vòng 6 tháng nha, từ tháng 1 cho đến tháng 7. Kinh nghiệm của tôi là như này này. Trong nhà chúng ta luôn luôn có cái thước dây như này. Thước đo cm đấy. Thước đo cm. Cái số 2 là có cái cân. Có cái cân các bạn nha. Comment xuống là có thước dây cộng cái cân, các bạn comment xuống. Có thước dây cộng cái cân. Chưa nói đến chế độ ăn uống và chưa nói đến là những cái sản phẩm bổ trợ như thế này giúp hiệu quả hơn nha. Một cách rất đơn giản. Thước dây cộng cân. Ngày nào các bạn cũng đo và ngày nào các bạn cũng cân cho tôi. Ngày nào cũng như ngày nào và các bạn chụp hình lại cho tôi. Ví dụ như là sáng sớm nha. Sáng sớm các bạn hãy nhớ đúng thời điểm phải là sáng sớm. Ngày nào tôi cũng làm, đây là một thói quen 6 tháng nay tôi làm. Ngày nào tôi cũng lấy cái điện thoại của mình. Cứ sáng sớm mình cởi trần ra, phải đàn ông cởi trần không sao cả nha. Tôi lấy thước dây tôi đo cái vòng bụng của tôi, ngày nào cũng đo. Sau đó là tôi chụp cái body của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, không một ngày nào mình thiếu hết cả. Và nó sẽ làm cho chúng ta có một cái tâm thế là tôi phải quan tâm đến cái vóc dáng của tôi nhiều hơn. Các bạn hãy nhớ cái điều đó nha. Khi bạn quan tâm đến vóc dáng của bạn, bình thường là bạn không có thước dây để bạn không đo, bạn không ngồi lên cân và bạn tập trung rất nhiều vào việc lao động cuồn cuộn, bạn bỏ quên cả cái cơ thể của bạn luôn. Và cái điều đó làm cho bạn ấy, nếu không có tăng cân thì bạn cũng không thể giảm mỡ, đúng không ạ? Và bạn cũng không bao giờ có được cái vóc dáng đẹp. Nhưng khi nào mà bạn bắt đầu bạn quan tâm vào cái body của bạn, mà đến lúc đấy tự dưng bạn sẽ chăm chút cho nó cực kỳ đẹp. Cũng giống như là bây giờ mình đang thờ ơ với ông chồng của mình, tôi không thèm quan tâm đó. Nhưng bây giờ mình quay trở lại, mình quan tâm và mình yêu thương thì tự nhiên là hai vợ chồng lại yêu thương rất nhiều. Nó có một cái câu là bạn tập trung vào cái gì thì cái thứ đó nó sẽ lở ra. Giống như là mình tập trung rất nhiều vào kiếm tiền và kinh doanh, thế cho nên là cái việc là kinh doanh ở đây là bài bản nha các bạn này, kiếm tiền và kinh doanh bài bản. Thế cho nên mình đi học này, mình lao động này, mình biết là thất bại nó là một bước đệm để mình có thể tiến đến thành công này. Và mình làm rất nhiều. Và mình chia sẻ với mọi người rằng là tuổi của mình thì ít, nhưng mà cái tuổi làm của mình rất nhiều. Cái thất bại của mình có thể nói với mọi người rằng là mình thuộc trong top những người thất bại rất là nhiều. Và bị mọi người chửi bới này, nói xấu này, bị mọi người gọi là dè bỉu này, khinh này, mình cũng là người rất là nhiều những người như vậy. Thế cho nên rằng là cái kinh nghiệm đó của mình nó rất là nhiều. Và để đổi lại đến bây giờ nói về tài chính của mình thì có thể gọi là ok, nhiều, khá, tài sản nhiều rồi. Mọi thứ cơ bản là có hết cả rồi. Thế đấy là gì? Khi bạn tập trung vào thứ gì thì cái thứ đó nó sẽ mở ra. Các bạn cứ viết cái câu này xuống nha. Khi bạn tập trung vào thứ gì thì thứ đó nó sẽ mở ra. Và với cái này cũng vậy. Làm đẹp vòng eo 60. Làm đẹp vòng eo 60 là một cái sản phẩm mà ai cũng cần, mà nhất là trong cái mùa dịch này. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Mọi người sẽ ở nhà nhiều hơn. Ngủ lười hơn. Ăn nhiều hơn. Họ sẽ mập hơn rất là nhiều. Chắc chắn 100% là sẽ mập hơn rất là nhiều. Cái số lượng người thói quen tích cực là tập luyện ở nhà ít lắm. Đúng không? Phần lớn chỉ có tăng mỡ thôi, ăn lắm và sẽ tăng mỡ. Và khi đó cái sản phẩm này của mình, cái sự hiệu quả của nó, các bạn cứ dùng ngay một buổi đầu tiên các bạn sẽ thấy là cực kỳ hiệu quả. Đó, giống như cái hình ảnh của vợ tôi vậy. Dùng chưa đến một tháng, 3 tuần là về cái vóc dáng như thế này. Bạn ấy dùng liên tục. Trời ơi mẹ chứ nha. Đó, các bạn hãy nhớ nha. Mình tập trung vào cái gì thì thứ đó nó mở ra. Và khi mà vợ tôi họ tập trung vào cái này, nó liên tục như vậy thì cái vóc dáng nó về rất là nhanh. Cái cách này, cái sản phẩm này dùng như thế nào thì rất là đơn giản. Thoa. Nó có hai cái sản phẩm nha. Ở trong này nó là một hộp gel. Mình sẽ bóc cho nhà mình nha. Trong này nó là một hộp gel. Nguyên liệu sản xuất cái hộp gel này đấy được nhập khẩu từ Pháp về. Đó, và cái trong này nó là một cái hộp gel nóng. Các bạn bôi một lượng nhỏ nhỏ thôi vào bụng của bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái bộ đai thông minh. Đây. Chúng ta sẽ có một bộ dây đai thông minh này. Có 3 đai nhưng không phải là một cái đai như kiểu đai latex nịt của chúng ta đâu.
mà đây là cái ba cái dây đai nhỏ nha, ba cái dây đai nhỏ 1 2 3 này, 1 2 3 này các bạn này, nó sẽ chia ra các vòng bụng trên, bụng giữa và bụng dưới. Đấy, và nó sẽ có mang cái tính là gọi là cơ động hơn rất là nhiều, nó thoải mái hơn, cơ động hơn, thít chặt hơn, giúp cho cái gel này giúp tan mỡ và săn cơ. Cái dây đai này thích, nó có size của nó nha các bạn nha, bụng bạn size bao nhiêu thì sẽ có cái đai nó phù hợp với cái bụng của bạn, và nó sẽ thích làm tăng cái quá trình đốt đốt mỡ này và săn cơ đó của các bạn, nên hiệu quả nhanh hơn rất là nhiều các bạn. Cái thứ ba này, bụng vợ của nam ấy lăn hết cả lên này, tức là bạn ấy sử dụng ra rất là nhiều, đúng không ạ? Và càng nhiều bao nhiêu thì hiệu quả nó càng về nhanh bấy nhiêu. Các bạn sẽ nhìn ở cái hình số 3 ấy, nó lăn hết lên này bởi vì đeo đai đấy. Đó các bạn nhá. Cơ chế của nó rất đơn giản là chỉ cần thoa xong đeo lên. Trừ khi bạn ăn no ra, bạn không đeo, còn lúc nào bạn rảnh rồi bạn đeo đều ok hết cả. Nó sẽ mang lại cái vóc dáng rất là tốt. Rất nhiều chị em đang bán tại spa và đang kiếm rất là nhiều tiền với cái sản phẩm này. Đó các bạn nhá. Đó là sản phẩm. Nếu mà chị em mà có quan tâm đến sản phẩm thì cứ nhắn tin tí nữa nhá. Quan tâm ở trên quan tâm đến kinh doanh spa chuyên nghiệp để giúp chúng ta kinh doanh spa, mở chuỗi và kiếm nhiều tiền hơn. Rồi là quan tâm đến sản phẩm làm đẹp vòng eo 60, các bạn có thể comment ở trên những cái group chat ấy, là tôi quan tâm đến khóa học, tôi quan tâm đến sản phẩm, rồi số điện thoại. Đội ngũ của Nam sẽ dễ dàng để lấy số hơn. Ở đây cũng được, ở đây cũng được các bạn nha. Anh chị em nào quan tâm, hoặc là đội ngũ của Nam ngày mai khi liên hệ các bạn, họ sẽ hỏi là ngoài khóa học ra chị có quan tâm đến sản phẩm hay không. Các bạn có đồng ý là đội ngũ của Nam sẽ tư vấn giúp các bạn về sản phẩm luôn thì các bạn có thể comment là ok nha. Nguyễn Thu, cảm ơn Nguyễn Thu nha. Và mình cao 1m65. Rồi, đây là sản phẩm. Và chúng ta có hai hình thức. Mình đang đào tạo mọi người ở cái hình thức số 2 là bán lẻ. Mình hướng đến mọi người là xây dựng một đội ngũ bán lẻ. Đội ngũ bán lẻ ở đây là gì? Bạn có sản phẩm, bạn nhập sản phẩm về. Đội ngũ của Nam sẽ hướng dẫn bạn chạy marketing, sẽ hướng dẫn bạn telesale, đưa bạn kịch bản telesale tối ưu nhất, sẽ hướng dẫn bạn là tuyển sale ra làm sao để hiệu quả nhất, trả lương như thế nào, rồi hướng dẫn bạn vận hành cái bộ máy đó, cái người kế toán ra làm sao, kho bãi như thế nào. Nói chung tất cả mọi thứ đó là một mô hình kinh doanh bán lẻ. Và làm sao để hướng đến chúng ta mỗi một ngày chúng ta thể bán được 10 đơn, 20 đơn, 50 đơn, 100 đơn trên một ngày. Và mình cứ tính này, một ngày 50 đơn nhân với cả 1 triệu rưỡi thì tức là một ngày doanh thu của mình từ cái sản phẩm là 75 triệu đồng từ cái sản phẩm. Và nếu bạn là nhà phân phối, nhà phân phối thì được cái chiết khấu đó là 50%. Thì bây giờ một ngày mình bán ra mà 75 triệu tức mình lãi ngay 35 triệu đồng. Ở đây là cái thứ mà mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nếu mà một ngày mà sau này cái hệ thống bán lẻ của bạn, một ngày mà ra được 100 đơn thì một ngày bạn trăm mấy, 148 triệu doanh thu từ bán sản phẩm. Đúng không ạ? Và bạn mà trên cả nhà phân phối thì bạn có cái chiết khấu lớn hơn nữa thì cái lợi nhuận của bạn rất là lớn. Đấy các bạn nha. Và đội ngũ của Nam sẽ hướng dẫn bạn xây dựng cái mô hình kinh doanh đó. Bán lẻ bạn có muốn không ạ? Đó sẽ là một cái bài toán dài hơi ấy, không phải như hệ thống là mình hô hào một thời gian ngắn thì mình tuyển được rất nhiều hệ thống nhưng sau đó gãy. Mình không tập trung vào cái việc đó, mà mình tập trung vào việc là đào tạo cho từng nhà phân phối một, xây dựng hệ thống kinh doanh có thể mất 3 tháng, mất 6 tháng để mình có thể là tạo ra được một cái hệ thống đó. Nhưng nó sẽ tạo cho chúng ta 10 đơn mỗi ngày đều đặn, 20 đơn, 50 đơn, 100 đơn mỗi một ngày đều đặn. Đấy là cái định hướng mà mình làm cho mọi người. Và mình chẳng cần phải có 1.000 nhà phân phối, mình chẳng cần phải có 10.000 nhà phân phối. Tôi chỉ cần có 100 nhà phân phối. Đúng không ạ? Dưới chân mỗi một người chúng ta chỉ cần có khoảng tầm 20-30 người mà có mô hình kinh doanh như vậy thì các bạn giàu to. Đó các bạn nhé, đây là cái hướng đi mới mà Nam sẽ hướng dẫn và đào tạo cho những anh chị em ở trong hệ thống của Làm Đẹp Vòng Eo 60. Kinh doanh spa chuyên nghiệp, đào tạo một mô đun khác để chúng ta kinh doanh spa thành công. Đào tạo hệ thống nhà phân phối của Làm Đẹp Vòng Eo 60 lại là một mô đun khác hoàn toàn các bạn nhé. Anh chị em tham gia vào hình thức nào thì chúng ta sẽ được đào tạo và học tập ở hình thức đó. Nhưng mà có một cái quyền lợi, đó là nhà phân phối của Làm Đẹp Vòng Eo 60 thì chúng ta sẽ được học cả kinh doanh spa chuyên nghiệp. Đấy là quyền lợi cho chúng ta khi các bạn đăng ký ở trong cái chương trình đào tạo ngày hôm nay các bạn nha.
Rồi. Quay trở lại này. Quay trở lại với bài học của chúng ta là chúng ta sẽ có 3 cái giải pháp để mình kinh doanh trong cái thời đại dịch bệnh này. Một là bán dịch vụ nha, vẫn làm được với những tỉnh thành chưa bị yêu cầu đóng cửa. Với những cái tỉnh thành mà bị yêu cầu đóng cửa spa rồi thì chúng ta làm đào tạo được. Chúng ta bán sản phẩm được. Và lời khuyên của Lam là các bạn hãy tập trung vào bán sản phẩm ngay cả cái thời điểm mà không có dịch bệnh gì hết. Bởi vì sản phẩm một ngày chúng ta có thể bán được 100 đơn, chúng ta có thể bán được 1.000 đơn một ngày, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng bán hàng của chúng ta. Còn với dịch vụ thì nó sẽ bị giới hạn. Ví dụ như cơ sở của mình có 10 giường thì một ngày mình chỉ tiếp được đâu đó khoảng tầm 20 đến 30 khách là hết rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bị giới hạn doanh thu khi chúng ta làm dịch vụ. Còn với sản phẩm thì không có giới hạn các bạn nha. Và chúng ta cũng không bị giới hạn ở cái địa phương của mình. Mình bán toàn quốc, thậm chí mình bán toàn cầu được. Ví dụ như là mình bán cái sản phẩm làm đẹp vòng eo 60 này, đến Malaysia đã có 2 nhà phân phối, Mỹ có 1 nhà phân phối, tức là ngồi ở Việt Nam mà có nhà phân phối ở Mỹ là các bạn phải biết rồi đấy. Tức là mình ngồi mình bán toàn cầu được. Thế cho nên là cái sản phẩm là một thứ mà chúng ta có thể là bán ngay cả cái khi mà không có dịch bệnh gì. Các bạn nha, hãy comment xuống là phải bán sản phẩm. Comment xuống là phải bán sản phẩm. Và bán ở đây là bán chuyên nghiệp các bạn nha, chứ không phải là bán theo kiểu là bán thêm bán kém đâu, mà bán chuyên nghiệp. Phải bán sản phẩm các bạn nha. Phải bán sản phẩm. Phải bán sản phẩm. Mọi người hay hỏi Nam rằng là làm gì để nhanh giàu? Làm gì để nhanh giàu? Thì chia sẻ với nhà mình rằng là không có một cái nghề gì nhanh giàu bằng nghề đi bán hàng. Đúng không ạ? Bán một cái gì đó mà nhất là cái sản phẩm đó mà ai cũng cần, số lượng lớn khách hàng cần. Đúng không ạ? Nam rất là trung thành với cái dòng sản phẩm giảm béo. Từ trước đến nay mọi người chào mình là làm cái hàng là nám đi, làm mụn rỗ các thứ thì Nam không bao giờ quan tâm. Nam chỉ quan tâm duy nhất một thứ, đó là giảm mỡ, giảm cân. Đấy là cái thứ mà Nam đam mê từ cái thuở Nam chưa biết cái nghề spa là gì. Nhưng tôi luôn luôn ước mơ là sau này mình phải giúp những người mập, họ lấy lại được vóc dáng của mình. Và bây giờ là cái thời điểm đó. Mình ước mơ mình xây cái tư duy đó từ năm 2015 các bạn, cho đến bây giờ là 5 năm nha. Cả ngày xưa khi mà mình mở spa ra cũng chỉ làm giảm béo. Mình tư vấn cho mọi người cũng vậy. Làm giảm béo, làm giảm béo, làm giảm béo. Nói chung giảm béo là một cái thứ nếu bạn kiểm soát được hiệu quả của nó, nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho bạn vô cùng tốt. Ở Sài Gòn, ở Hà Nội có một hệ thống chuyên về giảm béo và cực kỳ thành công. Để cho các bạn hãy nhớ nhỉ. Với ngành spa của mình, nám là một dịch vụ kiếm tiền tốt. Giảm béo là dịch vụ số 2 kiếm tiền tốt và lâu dài, lâu bền. Hai dịch vụ đó là hai dịch vụ kiếm tiền lâu và bền nhất. Cái nâng cơ ấy, nâng cơ rồi căng chỉ các thứ ấy, nó kiếm tiền tốt được. Nhưng nếu mà so với nám và giảm béo thì nâng cơ không tên tuổi gì cả. Đấy các bạn nha. Nhưng hãy nhớ ở đây là lời gợi ý của Nam thôi. Còn các bạn phải học và hiểu sâu hơn về chuyên môn của các bạn và phải kiểm soát được chất lượng các bạn nha. Phải kiểm soát được chất lượng dịch vụ. Rồi, đó là cái giải pháp. Đó là cái giải pháp để chúng ta có thể là kinh doanh ở trong cái thời điểm này. Còn đi vào chi tiết như thế nào, chi tiết như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những cái buổi đào tạo tiếp theo. Bây giờ chúng ta đã học được, chúng ta đã học được là 90 phút rồi, đúng không ạ? Anh chị em nào, cái phần chia sẻ của Nam sẽ dừng lại ở 90 phút cả nhà nhé. Anh chị em nào có câu hỏi có thể comment câu hỏi xuống và Nam sẽ trả lời một vài câu hỏi. Chỉ có đến đến thôi. À, nhà mình nha, cái phần chia sẻ đã kết thúc rồi. Anh chị em cảm thấy là buổi đào tạo ngày hôm nay nó có nhiều cảm hứng cho chúng ta. Thì chúng ta hoặc là chúng ta cảm thấy là buổi chia sẻ này nó hay thì chúng ta có thể comment là hay cả nhà nha.
Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và một lời khen tặng thì không bằng một hành động thực tế, đúng không? Mình rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ viết một cái bài ấy, viết một bài chia sẻ cảm nhận của bạn về buổi tối ngày hôm nay, bạn học được cái bài học gì. Bạn hãy chụp ảnh màn hình lại. Bạn hãy chụp cái màn hình của chúng ta lại nhá. Chúng ta đang học với rất nhiều người, và nhất là khi mà trong cái màn hình của bạn hiện lên cái hình ảnh của Nam, đúng không ạ? Tối nay tôi học cùng thầy Nam và rất là nhiều anh chị em, hơn 200 anh chị em spa trên khắp toàn quốc. Đấy, và tôi học được cái bài học như thế này rất là hay. Đấy, hy vọng rằng là ở những buổi học tiếp theo của thầy, chúng ta sẽ học được nhiều bài học hay hơn. Đấy là nội dung chúng ta sẽ đăng Facebook các bạn nha. À, các bạn, hãy đây cũng có thể gọi là một bài tập nha. Hãy tag tên Nguyễn Xuân Nam với bài đăng của bạn. À, đó cũng có thể là sẽ là một cái điều kiện để chúng ta tham gia vào cái buổi học tiếp theo. Chụp ảnh màn hình, sau đó là chia sẻ một bài viết. Sau khi kết thúc cái livestream này thì chúng ta sẽ chia sẻ bài viết các bạn nha. Tag tên Nguyễn Xuân Nam. Và Nam sẽ rất là biết ơn và cảm ơn bạn, cũng như là có khả năng cao chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những buổi học tiếp theo. Chó đi là nhận lại nhiều hơn, đúng không? Nam chỉ cần chỉ mong các bạn là tặng mình một chia sẻ trên tường Facebook của các bạn thôi. Rồi, câu hỏi vừa rồi mình có nghe là làm sao để thu hút học viên hả thầy? Của bạn Duyên Jerry. Làm sao để thu hút được học viên hả thầy? Mình làm nghề đào tạo, đúng không ạ? Mình làm nghề đào tạo và mình hút học viên có thể gọi là rất là tốt, bởi vì chương trình đào tạo nào của Nam thì cũng full chỗ cả, cũng rất là nhiều chỗ, kín hội trường. Vậy thì làm gì để có thể thu hút được? Cái điều đầu tiên là bạn phải giỏi marketing, là cái đầu tiên. Bạn phải là người giỏi marketing. Cái số 2 nhá, bạn phải có một đội ngũ marketing giỏi. Bạn cần phải có đội ngũ marketing giỏi. Bởi vì là để tạo lên những chương trình đào tạo như thế này, không chỉ có một mình Nam. Không phải từ mai chẳng có xem cái gì đâu, còn đòi à? À, làm sao để... Mẹ ngóng đấy. Anh ta từ đấy là ấm rồi nha. Ai đang nói có thể tắt mic. Ok, rồi đây rồi. Chia sẻ tiếp nha. Để thu hút được học viên tốt thì một mình Nam không thể tạo lên được cái kết quả như vậy đâu cả nhà, mà đó là cả đội ngũ của Nam đấy, đội ngũ DVB của Nam. Mọi người đều là những chuyên gia về marketing, chuyên gia về chốt sale và bán hàng. Và khi đó thì hàng ngày các bạn ấy làm việc rất nhiều, nỗ lực rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều về những chương trình đào tạo. Và họ hiểu về marketing, cho nên là những cái thông điệp họ đưa ra thì họ đều nhắm đến những đúng chính xác những gì mà mọi người muốn nghe, muốn đọc. Đó. Thế cho nên là với chúng ta cũng thế thôi, các bạn muốn hút học viên ấy thì các bạn phải biết là học viên của mình họ muốn được học cái gì ở lớp học của mình. Và sau đó bạn phải thể hiện được cái thông điệp đó bằng câu chữ, bằng video, bằng video. Đúng không ạ? Và một mình bạn thì cũng không thể nào tạo ra được nhiều học viên đâu, bạn phải có một đội ngũ marketing tốt và một đội ngũ sale tốt thì nó mới tạo ra được cái việc đó nha. Và tất nhiên là cũng cần phải có thời gian để xây dựng được cái hình ảnh của mình. Như Nam vừa nói rồi, bạn là ai? Bạn là ai để người ta theo học bạn? Bạn là ai để người ta xem video của bạn? Bạn là ai để người ta nghe bạn? Cái này nó phải là học về xây dựng thương hiệu cá nhân nha bạn nha. Và chúng ta sẽ học xây dựng thương hiệu cá nhân ở kinh doanh spa chuyên nghiệp. Duyên Jerry nha. Với bản thân Nam là Nam xây dựng thương hiệu cá nhân từ 2016. Là chuyên về marketing cho ngành spa từ 2016 cho đến bây giờ. Và Nam luôn luôn định vị mình là chuyên gia số 1 trong ngành marketing spa. Không ai có thể hơn được cả. Đó. Tất cả mọi thứ nó đều có bài bản, nó đều có công thức của nó hết cả. Cái kết quả ngày hôm nay ấy, là đến từ những gì mình xây dựng từ cách đây rất nhiều năm rồi. Và với bạn cũng vậy. Hãy xây dựng nó. Hãy xây dựng cái tương lai của bạn. Hãy xây dựng tương lai của bạn ngay từ hôm nay nha. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Duyên Jerry.
Câu hỏi số 2 là của bạn Phan Cao Nguyên. Làm sao để có hệ thống bán lẻ tốt hả thầy? Thì như Nam vừa nói đấy, là mình phải có một mô hình kinh doanh. Hệ thống bán lẻ nha, thì mình phải hiểu về mô hình kinh doanh bán lẻ. Thì trong mô hình kinh doanh bán lẻ đấy, mình có sản phẩm tốt, mình có sản phẩm trend, mình có sản phẩm bền vững. Rồi sau đó là mình phải có đội ngũ tốt. À, đội ngũ tốt nha, chứ không chỉ có đội ngũ bình thường đâu, phải là những người biết việc. Marketing giỏi này, quảng cáo giỏi này, content giỏi này, thiết kế hình ảnh, thiết kế video giỏi này, người ta gọi là edit ấy. Rồi là ông tele sale giỏi này, kho vận các thứ, nói chung là kế toán bộ máy đó của mình hoạt động nó trơn tru và ai cũng có năng lực làm việc hiệu quả cả. Thì hệ thống bán lẻ của bạn là rất tốt. Bạn cứ quan tâm, bạn hãy tập trung vào xây dựng, bạn có sản phẩm rồi nha, xong sau đó bạn hãy đi tập trung vào xây dựng đội ngũ. Tập trung vào xây dựng đội ngũ thì hệ thống của bạn sẽ chạy rất là tốt. Quản lý nhân sự, quản lý dòng tiền tốt. Nói chung là rất nhiều thứ để chúng ta phải nói và chúng ta phải học. Nhà Phan Cao Huyền nha. Bạn Ngọc Phạm hỏi là chuẩn bị mở thế nên làm gì trong thời điểm dịch này ạ? Hay để sang năm hả thầy? À, với thời điểm này, nếu địa phương của bạn mà đang ngăn cấm không được mở ấy, thì tốt nhất là bạn đừng mở. Bạn hãy học về kinh doanh trước. Bạn hãy học về ngành nghề spa trước. Vì nghề spa nó khác lạ lắm. Bạn có giỏi bên ngành bất động sản thì bạn kiếm được nhiều tiền ngành bất động sản. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền ở ngành khác, kể cả là kinh doanh mỹ phẩm. Đúng không? Kinh doanh mỹ phẩm nó có chút liên quan ấy. Nhưng khi bạn ra mở spa ấy, thì đó là một cái thứ gì đó nó khác hoàn toàn. Và nó không dễ được. Nó không có dễ dàng giống như những ngành khác đâu. Đấy, bạn phải học về ngành đi. Và lời khuyên của Lam rằng là với cái thời điểm dịch này, nếu địa phương của bạn đã ngăn cấm không kinh doanh nữa thì bạn nên học về kinh doanh chứ bạn đừng mở vội. Nếu bạn đang có 1 tỷ đồng tiền vốn thì hãy trích ra 100 triệu để đi học nha. Dù gì thì bạn hãy lên trích ra khoảng 10 đến 20% cái ngân sách của bạn hiện có để đi học về kinh doanh trước. Xong sau đó học để hiểu nghề, học nghề để hiểu nghề chứ không phải học nghề để làm nghề. Đây là lời khuyên của Nam nha. Còn với những tỉnh thành mà vẫn được kinh doanh bình thường thì vẫn lời khuyên là gì? Nếu trong đầu của bạn ấy, bạn chưa có một tí kiến thức gì về kinh doanh cả thì vẫn cứ phải đi học về kinh doanh trước. Xong sau đó đi học về nghề để hiểu nghề. Rồi sau đó thì mở ra nha. Ví dụ bạn đi học về kinh doanh spa chuyên nghiệp, bạn sẽ được Nam tư vấn giúp bạn là mở ở đâu, nơi nào, gần chỗ nào thì tốt, cái đường nào ấy, thì mở được, cái nhà có tiêu chí, cái căn nhà đó ra làm sao thì mở được, tất cả mọi thứ. Rồi là trước mình sẽ gọi là khai trương thời điểm nào thì phù hợp. Rồi là trước khai trương thì mình phải làm cái gì, tất cả mọi thứ mà bạn sẽ được học nha. Phượng Spa nha. Rồi với số vốn hiện tại của bạn thì sẽ phân bổ ra làm sao, nếu nó ít quá thì mình sẽ cần thêm vốn để mình có thể kinh doanh được tốt hơn, chắc chắn hơn, bền hơn. Thì lấy vốn ở đâu thì Nam cũng sẽ tư vấn giúp bạn là huy động vốn từ đâu mà ra, chắc chắn là sẽ huy động vốn được. À, rồi, cảm ơn câu hỏi của Ngọc Phạm. À, đi học đi, về kinh doanh trước đi em. iPhone sản phẩm làm đẹp và em 60 mình đừng rất hiệu quả và khách phản hồi tốt. Em cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn anh Hào nha. Cảm ơn anh Hào rất là nhiều. Với anh Hào hay chị Huệ là iPhone hay là Linh Nhâm ta, nhiều người có tên iPhone lắm. À, em Huệ. Ok, thank you chị Huệ nha. Rồi, tiếp tục thêm một câu hỏi nữa cả nhà. Phượng Spa, chỗ em đang có dịch nên không đi đâu cả, nhà tu luyện bài của thầy. Ok. Rồi, ok, đã trả lời câu hỏi của Ngọc Phạm rồi. iPhone, thầy ơi làm sao thu hút khách đến spa ạ? Thu hút khách đến spa thì cái điều đầu tiên ấy, mình vẫn đề cao cái việc đó là chúng ta cần phải đi học để hiểu một cách bài bản. Đấy các bạn nhá, nhưng Nam vẫn sẽ trả lời câu hỏi này. Làm gì để khách đến spa thì điều đầu tiên mình phải biết được rằng là ở ngoài kia đang có rất nhiều spa. Vì sao khách lại đến được cái spa của mình? Mình phải hỏi, mình phải nghĩ đến là làm sao mà khách lại đến được spa của mình bây giờ, trong khi ở ngoài kia có rất nhiều spa. Người ta cũng có chương trình khuyến mại, người ta cũng chạy quảng cáo ầm ầm. Vậy điều đầu tiên để khách đến được là ông phải marketing, ông phải quảng cáo đi thì khách mới biết đến spa của bạn để có khả năng đến. Còn có đến được hay không ấy là mình phải hỏi khách là chị ơi, khi mà người ta tương tác vào bài viết của mình, cho em số điện thoại đi,
Sau đó thì cái người tele sale, người gọi điện thoại này, phải gọi suốt ngày, phải bám, gọi suốt ngày, gọi bao giờ khách đến thì thôi, thì khách mới đến được spa. Các bạn hãy nhớ điều này nha. Chứ nhiều người ấy, vừa nãy có một vài chị em bảo em chạy quảng cáo toàn lỗ thôi, mà lỗ là chắc rồi. Bởi vì quảng cáo không giúp spa thành công. Quảng cáo chỉ là một bước đệm ở trong đó thôi. Còn để giúp spa thành công ấy, có 7 bước tất cả cơ. Quảng cáo chỉ là một phần rất nhỏ, nó còn chưa được tính là một bước. Nó chỉ là một phần rất nhỏ trong một bước đầu tiên, là bước marketing. Đấy các bạn nha, khách đến được spa là phải do cái người ấy, cái sự phối hợp nhuần nhuyễn của người marketing này, người trực fanpage, người tư vấn ở trên tin nhắn, người lấy được số điện thoại, người gọi điện thoại và gọi bám bao giờ khách đến được spa thì thôi. Nha, iPhone nha, hình như câu hỏi của chị Huệ đúng không? Và làm sao thu hút được khách đến spa? Thì nó là như vậy, marketing bây giờ mình tạo ra những chương trình ưu đãi thôi. Khách hàng luôn luôn bị thu hút bởi những chương trình ưu đãi. Có thể là giá rẻ, có thể là giữ nguyên giá và cộng thêm quà, tặng thêm quà tặng. Có thể là một sản phẩm, một dịch vụ mới. Rất nhiều cách để mình có thể marketing và mình phải thử. Rồi chị Huệ nhá, câu trả lời nếu mà ok rồi thì comment là ok. Rồi câu hỏi hai này. Em ơi, huyện muốn ra thành phố mở có ok không? Thì có cái gì mà không ok hả chị Nguyên Anh? Có cái điều gì mà làm cho chị cảm thấy là không ok? Chị chỉ cần có kiến thức về kinh doanh. Đúng không ạ? Huyện hay thành phố hay ở đâu không quan trọng. Bởi vì là trong suốt quá trình mà làm việc tính đến bây giờ đó là hơn 6.000 người chủ spa em làm việc cùng. Và tạo ra hàng gần 1.000 chủ spa thành công. Thì em nhận thấy một điều là thành phố cũng kêu là thành phố kinh doanh khó khăn, mà quê cũng kêu là kinh doanh khó khăn, mà thành phố cũng kiếm được nhiều tiền, mà quê cũng kiếm được nhiều tiền. Vậy thì quê hay thành phố, huyện hay thành phố không phải vấn đề. Vấn đề là bạn có biết cách kiếm tiền hay không thôi. Nha. Chị Nguyên Anh nha. À iPhone em đang bôi thầy ạ. Linh Nhâm, ok. Phải chăm chỉ nha Linh Nhâm ơi, dùng thường xuyên. Chị Nguyên Thơm, mình vòng eo 60, đang làm cho khách một lần giảm 1/2 cm. Mình muốn kinh doanh sản phẩm này. Ok, chị Nguyên Thơm, nếu mà chuẩn nha, mình làm cho khách một lần, mình có thể giảm từ 3 đến 5 cm là chuyện bình thường đấy. 3 đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Chị Nguyên Thơm để lại số điện thoại nhé, chị Nguyên Thơm nhé, để mình được tư vấn về sản phẩm. Ok. Rồi, hết câu hỏi rồi. Bây giờ cũng đã là 10 giờ 10 phút. Em Huệ, em lại đang bị khách đông quá mà không phục vụ hết. Đấy. À chị Nguyên Thơm 1 đến 2 cm. Ok, thank you. Đây chị Phạm Huyền Trang Đà Nẵng này, mình làm giảm 12 cm. À. Ở Đà Nẵng thì mình có một nhà phân phối, đó là chị Phạm Huyền Trang Aqua Spa. Chị Huệ và anh Hào hình như là Thái Bình nhỉ? Đúng là Thái Bình hay Nam Định nhờ chị Huệ với anh Hào ơi. À Nghệ An, sorry nha. Nghệ An, đó, anh chị em nào ở Nghệ An, Thái Bình. À Nghệ An này, Đà Nẵng này. Muốn kinh doanh mà không phải nhà phân phối thì có thể là để lại số điện thoại và ngày mai đội ngũ của Nam tư vấn. Rồi sau đó thì chúng ta có thể lấy hàng từ các anh chị này nha. Rồi bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ hết các câu hỏi rồi. Và bây giờ cũng là 10 giờ 10. 100 phút rồi cả nhà. 100 phút rồi. Và làm cái là kết thúc cái livestream này tại đây. Cảm ơn cả nhà vì sự tham gia một cách rất là nhiệt tình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Làm rất là biết ơn bạn vì có mặt bạn. Nên mới có cái buổi học này. Đúng không ạ? Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở cái buổi đào tạo tiếp theo. Và dự kiến là sẽ là vào 2 ngày nữa, là tối thứ 3 ngày 11 các bạn nha. Chúng ta sẽ học nhiều hơn, bàn nhiều hơn về kiếm tiền các bạn nha. Rồi anh chị em quan tâm đến chương trình đào tạo và quan tâm đến sản phẩm thì chúng ta có thể để lại số điện thoại, đội ngũ của Nam sẽ tư vấn cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay và sáng ngày mai cả nhà nha. Rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Nam sẽ off mic, sẽ tắt mic và tắt video bây giờ. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngủ ngon. Hãy tặng cho Nam một bài viết ở trên Facebook cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
top share.